Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thung Nữ Cà Mau. Hôm nay thì Linh vô bếp ông bà cô chú. Bữa nay thì sáng đi chợ có công chuyện, sẵn rồi Linh cũng ghé chợ Linh mua một miếng sườn nè. Thấy còn sườn rất là ngon luôn. Sườn này là phần sườn non, thì về Linh sẽ làm cơm sườn cho cả nhà. Hồi bữa giờ thì Linh đi buôn bán ở ngoài chợ không à, không có làm bữa ăn nào ngon để đãi anh chị hai hết trơn á. Nên hôm nay có việc cái lên đi chợ lên thấy sườn ngon quá nên là lên làm cơm sườn. Tại vì bé Bắp á thích ăn cơm sườn lắm nên là hôm nay lên sẽ làm. Giờ trước tiên á thì lên sẽ cắt cái phần sườn này ra. Hồi nãy mua về lên rửa sạch này. Giờ mình sẽ lóc ra. Sườn này thì nó có cây nè, mình cứ sắc theo cái phần cây nó. Cái phần sườn này là sườn non á, mình lựa cái phần sườn non thì thịt nó mới mềm, chứ sườn già thì cái xương nó hơi cứng, xương nó nhiều hơn thịt. Còn phần sườn non thì nó có sạch nhiều hơn xương. Rồi mình cắt ra. Đây, nhìn miếng thịt trên cái sườn này rất là mềm, ngon ha bà cô chú. Phần này là cái phần sườn ở trên đó là ba gọi, thì người ta lóc ba gọi ra rồi, còn cái sườn này thì một miếng như vậy là cũng được nhiều á. Thường ở ngoài chợ á, người ta bán cơm sườn bà của chú thì làm sườn cốt lết không à, ít có sườn này lắm. Sườn này thì giá nó sẽ cao hơn cái sườn cốt lết, mà đúng là cái miếng thịt này thì nó ở chỗ này là nó mềm lắm. Sau khi mà cho sườn á thì giờ Linh sẽ ướp vô đây là tỏi băm, củ hành băm. Nếu có tỏi phi thì mình sẽ cho tỏi phi vô cho nó thơm. Ướp thì cũng với những cái nguyên liệu ở nhà mình có sẵn thôi. Linh cho thêm một xíu nước tương để cho nó đậm đà. Chỉ lát mình nướng á, nước tương nó sẽ giúp cái thịt của mình nó lên màu. Dầu hào, dầu hào này nó có cái vị mặn á, nên là mình nêm, mình cũng nêm hơi hơi thôi. Rồi, xíu hạt nêm. Linh cho xíu nước mắm vô để cho nó thơm. Một ít muối để mình dặn lại. Rồi, Linh cho sữa đặc vô để cái sườn của mình nó có cái vị ngọt ngọt mà mình nướng nó cũng rất là ngon. Nó mềm cái sườn. Tại vì Linh ớt á, nướng liền, không có để qua đêm nên là ớt cũng hơi cứng cứng. Rồi Linh cho thêm xíu tương ớt lên để cho nó có màu. Mình sẽ cho sả vô để cho cái sườn của mình nó có cái mùi thơm của sả. Rồi sau khi giờ mình cho sả vô thì mình sẽ trộn lên. Linh trộn cái gia vị này đều rồi nè ông bà cô chú. Thì Linh sẽ để đây tầm 2-3 tiếng để cho nó thấm rồi mình mới đem đi nướng. Giờ cái thịt này Linh ướp cũng được 3 tiếng đồng hồ rồi đó ông bà cô chú. Thì Linh sẽ cho 4 muỗng dầu ăn vô để mình nướng thịt cho cái thịt của mình nó đừng có bị khô. Rồi giờ Linh sẽ trộn đều cái dầu ăn này vô. Lúc này là cái sốt ướp thịt đó, cảm thấy nó rất là thơm luôn á. Rồi qua đây Linh có nhúm lửa rồi nè. Giờ Linh sẽ cho một xíu sả lên để lát mình nướng cho thịt nó thơm. Lửa của Linh nó lớn á nên là Linh sẽ gãi lên một ít cho để mình nướng thịt cho đừng khét bà cô chú. Lửa nó đang lớn lắm, nếu mình bỏ thịt lên nướng liền á là cái thịt mình dễ bị cháy lắm. Nên là Linh gãi cho lên để cho nó giảm bớt cái độ nóng. Sau khi mà cho lên rồi á thì mình sẽ để dĩ lên để mình chuẩn bị nướng. Mình sẽ để sườn lên nướng. Nhớ để lên mình phải chở liên tục cho nó đừng có cháy cái sườn của mình.
mình đừng để nó lâu quá một phía không bà cô chú. Cái giai đoạn nướng này thì cũng rất là quan trọng nè, với mình gắt cho nó gớt ba cái hành với cái tỏi hồi nãy mình ướp cho bớt. Cục xương nhìn ngon ghê á. Mình chịu khó chở liên tục thì cái sườn của mình nướng nó sẽ hạn chế bị khét. Với hồi nãy là Linh ướp, Linh chỉ ướp sữa đặc thôi, Linh không có ướp đường. Hấp dẫn quá. Thơm ghê á, mới bỏ lên mà nghe thơm. Cái này Linh ớt cũng nhắm chừng đại à. Cái lớp cho mà Linh bỏ lên á thì nó sẽ có cái tác dụng là làm giảm cái lửa, chứ cái lửa mình mới nhúng á nó còn cháy á, nên là nó rất dễ khét. Nên là mình cho một mớ cho lên vậy á, nó giảm cái nhiệt độ của cái lửa xuống. Nướng nó an toàn hơn, nó đỡ bị khét hơn xíu. Mà thịt nướng á, Linh cảm giác là mình nướng trên cái than á, ăn nó sẽ thơm hơn là mình nướng trong cái nồi chiên không dầu. Vậy mà nó còn bật, nó cháy lên nữa đó. Tại do mình nhiễu à, cái nước mở xuống á. Lúc này là thịt nó gần chín rồi nè ông bà cô chú. Mình nướng á, mình cứ trở qua trở lại. Mình thấy cái miếng thịt nào mà khô quá thì mình sẽ bắt đầu bỏ xuống đây. Mình ngâm lại cái nước ớt nè, mình ngâm cho nó thấm. Hồi nãy ông bà cô chú thấy không, lúc mà mình ớt nó ra nước cực kỳ nhiều. Rồi cái mình cứ thấm ngược lại rồi mình đem lên rồi mình nướng. Thì thịt mình nó vừa có không có khô mà nó còn thấm xốp nữa. Quá thơm. Thơm ghê á. Nãy giờ Linh chịu khó Linh đứng Linh canh là chở không có dừng một miếng nào luôn á bà cô chú. Nên là cái thịt của mình nó không có bị khét, chứ mình để một chỗ lâu quá là thịt mình nó sẽ bị khét á. Thì mình cứ chở chở giống kiểu như là ha, mình xoay vậy á. Chở hết miếng này xong mình qua mình chở miếng khác, cái mình lật ngược lại. Mình cứ làm tương tự như vậy. Thì tại vì cái lửa mình đang nóng mà mình để nó im một chỗ á là nó dễ bị cháy lắm. Không ướp đường nó cũng cháy nữa, tại vì nó có mỡ bên ngoài nè. Ngon quá. Nhìn miếng thịt hấp dẫn chứ bộ. Tại vì mấy lần đi ăn cơm sườn cái Linh để ý Linh thấy sao chỗ bán cơm sườn á, thường là sẽ có người người ta đứng người ta chở liên tục luôn. Người ta không có ngưng cái tay người ta. Rồi cái mình rút ra kinh nghiệm mà chắc cái chú đó chú đứng chú chở vậy á, để cho thịt đựng khét mà thiệt. Về nhà mình làm ăn cái mình cũng chở y chang vậy á. Chứ mình nướng xong cái mình bỏ ở đây là mình đi làm chuyện khác là nó sẽ bị cháy á. Cái màu thịt lên lúc này cũng đẹp rồi đó. Nhưng mà hơi sợ tại vì cục thịt của mình to, sợ nó áp ở bên ngoài nó chín nhưng mà bên trong nó chưa chín. Nên là mình cứ chịu khó mình chở từ từ. Nhúng xốp tiếp tục. Vậy miếng thịt của mình nó không có bị khô. Nãy cái sốt nó nhiều mình nhúng riết giờ nó cũng muốn khô cái sốt lại luôn rồi nè. Lúc này nó gần chín nó muốn áp rồi đó, quên chở xíu thôi á rồi nó muốn cháy rồi đó.
Giờ anh An mới ra Linh nhờ anh An nướng thịt. Trong thời gian anh An nướng thịt thì Linh sẽ làm nước mắm bà cô chú. Nước mắm ăn cơm sườn thì Linh làm nó hơi kẹo kẹo một xíu. Cái nước mắm này Linh dùng cái đại nhĩ á, nên nó cũng không có mặn lắm đâu. Giờ hai cho nước mắm xong rồi Linh cho đường vô. Rồi Linh cho một phần nước mắm thì một phần đường. Mình cho tỷ lệ nó tương tự nhau. Để cho nước mắm nó hơi kẹo kẹo á. Mắm này nó cũng hơi ngọt ngọt một xíu. Rồi giờ Linh sẽ quậy cho cái đường này nó tan ra. Giờ nước mắm nó cũng gần tan hết đường rồi nè. Linh sẽ cho chanh vô. Không chết rồi. Không hề cắn người ta đó. Không chế miếng đi. Mình cho khoảng tầm 2 muỗng chanh cho nó hơi chua chua thôi chứ cũng đừng có chua quá. Lấy hộp ra để cái hộp nó đắng. Rồi leo vô. Rồi sau khi mà cho chanh thì mình cũng quậy cho chanh nó đều ra. Rồi Linh cho tỏi ớt băm nhuyễn. Tỏi ớt mình băm thiệt là nhuyễn thì nó nổi lên trên mặt. Linh cho cà gót vô ngâm chung luôn. Linh không có làm dưa chua nên là cho cà gót vô nước mắm luôn. Rồi ông bà cô chú mình làm theo khẩu vị gia đình mình ha. Linh cũng làm theo khẩu vị gia đình đây. Thịt Linh nướng lúc này nó cũng chín rồi nè. Giờ mình sẽ gắp ra luôn bà cô chú các bạn. Nhìn cái miếng thịt của mình nướng nó không có bị khô ha bà cô chú, nó vẫn mọng nước. Wow, hấp dẫn quá. Không biết vừa ăn không thì không biết nè. Rồi, bên đây nước mắm cũng làm xong rồi bà cô chú. Dưa leo, cà chua. Thường là người ta không có kết hợp dưa leo, cà chua, nhưng mà thấy ngoài quán nó cũng hay kết hợp nên mình làm theo. Và đem hành. Hành thì mình nấu vô dầu thiệt là sôi, cái mình bỏ vô hành thì cái hành nó mới tươi. Rồi giờ Linh sẽ bắt đầu ra cơm, ra dĩa. Cho mỡ hành lên. Tim mà không ăn được hành là thấy mỡ hành sợ lắm. Ăn được thì mình cho nhiều để cho nó thơm. Cà chua lát ai ăn thì gấp sao. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, Linh làm cơm sườn xong rồi, giờ mời ông bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Rồi con mời mẹ ăn nha, mời anh chị hai. Rồi mời Chí ăn tự nhiên nha. Rồi muốn ăn đi. Rồi múc gì không có miếng thịt này. Nước mắm cay không? Nãy em quên làm nghiêng. Rồi mấy em ăn tự nhiên, Chí cho ăn nước mắm đi. Rồi anh hai Trang cho mẹ đi. Rồi Trang hơi hơi thôi để coi chừng mặn, sợ mặn. Cũng hấp dẫn quá ha. Cầm cạp đại nha Sóc. Cạp đi. Sóc cho ăn nước mắm không? Anh cần cắt cái không? Anh lít Trang cho. Rồi. Bắp ăn cay được không? Đây con mượn cái kéo bắp rồi. Sóc. Sóc thấy ông cay không được. Đây của anh Trang dùm anh đi chứ. Cầm tay cắn lại ăn đại. Cắn ăn đại đi, cạp đi sườn mà. Sườn mà. Để con. Sóc ăn chắc cay hả? Vậy thôi con ăn cơm với sườn thôi, sườn cũng hơi mặn rồi. Có thịt mà chay gì, ăn đi con, ăn đi Sóc. Cầm thịt cạp với Sóc. Mời ông bà cô chú các bạn nha.
Đây bà mua chú ăn cơm. Nóng quá. Rồi xuống ăn đi. Ai ăn cà chua hay lấy thêm cà chua. Con cầm cạp ăn. Mắc cỡ kìa, mắc cỡ. Mời đi, mời đi. Rồi thịt. Mời, mời dơ lên mời kìa. Hồi ngon cho chớp mắt. Quýt. Quên đậy. Bơ cũng ra nó cúp điện. Ờ cạp dữ rồi kìa. Cạp. Con ăn vô phẩm vừa. Ăn đừng chết vô mặt. Bóp cái này đi. Mình ăn con. Thịt. Mẹ con ăn đi thịt đó. Mẹ để thịt đó. Con cầm nguyên miếng ăn đi. Nhỏ nhỏ này. Con múc cái nhỏ nhỏ. Xới xới cơm này cho nó dễ múc nè. Không biết múc cơm ăn á. Bữa nay môn tự múc cơm ăn luôn không bà chú. Rớt rồi lụm á. Bắp với dầu cũng ghiền ăn cơm xì ăn sườn lắm. Bắp ghiền lắm luôn. Bắp đi chợ là dặn cơm sườn cơm sườn. Cô ba làm ngon không bắp? Cô ba hỏi kìa. Cô ba làm ngon không con? Nói không. Ngố không hậu mà nói không được. Ăn rau nữa hả? Rau đúng rồi, phải ăn rau. Sốc. Sốc với Trần Trang nước mắm hay xịt nước tương thêm không? Không có nước mắm ăn nước tương, sợ nước mắm cay không? Nước tương trên bếp à? Nước tương nha. Rồi nó cho nước tương nha. Thịt ăn cũng vừa ăn không? Vừa ăn không chị? Rau, ăn rau cho nội ăn rau hả? Ôi, không có trên đầu anh, không có trên đầu anh. Dạ ngồi xuống đi mẹ cho dâu ăn cơm nha. Mua nước tương. Rồi. Sốc nước tương. Mà sáng giờ Sóc cũng đi làm với bố mẹ. Nay cũng đang thui rồi đó, nay hãy đem cho đi làm mà, đi làm còn no cốc bụng nữa. Mẹ cho ăn giờ no cốc bụng. Ăn gì? Mắc cỡ. Ăn đi Sóc, mắc cỡ gì mới. Chứ lớn đẹp trai lắm á. À, bắp kìa, ăn ngon lành luôn. Ngon bắp. Nào lên cô ba được, cô ba đẩy cơm sườn. Ăn hết đi rồi cô ba bới cơm nữa. Còn cơm nhiều lắm. Rồi anh ăn phải ra giữ bé bơ luôn rồi nè. Nóng quá cúp điện. Cười rồi cười đấy. Gái tự múc ăn luôn à. Nóng coi muôn nè mẹ. Nóng sức mồ hôi ướt tóc á. Mời. Mời nó giỏi quá ta. Mời nha. Cô mời cả nhà coi. Nhìn anh Chí cười kìa. Mẹ cả nhà coi, bắt đầu dít vô, mẹ tím vô cho nó mời. Phụ nó, mẹ tiếp phụ nó, mẹ tiếp phụ nó, nó vô được. Mời, đây nè, mời. Rồi, vô, hai ba, cạp đi. Giỏi á. Ba, cạp. Để thịt ăn vô. Tôi ăn thịt, nãy thấy cái nướng thịt ngon quá, xinh thịt, 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 thịt. Cười. Con cho nó, mẹ cho nè. Nè. Rồi sắp ăn cơm đi sắp. Cạp được không con? Cạp đi, mẹ có sắc thịt cho con nè. Em không ăn này, mẹ sắc cho con nè. Mẹ sắc rồi nè. Đó, con cầm con cạp ăn nó ngon. Tí thế. Sườn non không á. Sườn non nó thịt nó mềm hơn sườn già. Cô ăn đi con. Giỏi. Ơn quá thôi. Ừ, có điện rồi kìa. Rồi chứ con. Mát, mát. Quay quay lên sóc. Vậy là rồi, 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 được rồi, được rồi. Quá, được rồi. Chúng bay quạt tai chết. Nó nhả cái tí, cút tiếp. Nằm đây nha. Nằm cho cha ăn cơm kìa. Còn cơm sáng rồi. Còn cơm nhiều lắm á. Chỉ ăn cơm nên bới thêm cơm em. Ừ, con mời nhà ai, con mời nhà. Mời nhà. Cơm bự quá. Bôn ngồi ăn kìa. Tự bóc ra rồi. Nhìn con. Rồi, đi qua đi. Nhiều cà gót cho đỡ ngán. Không có làm dưa chua nên là làm giả chiến bỏ vô nước mắm luôn. Bé hả? Này mình làm muối chua ha. Muối chua. Chua chua ngọt ngọt. Giỏi nha. Ngon. Ngon 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 ngon. Nhồng tăng. Ăn dĩa mới ngon một tí. Ăn dĩa.
Thấy cái này sườn bự mà phải cạp vậy nó mới ngon. Ngồi xuống ăn đi con. Ngồi xuống nào vậy? Xuống ăn đi con. Muốn ăn đi con, ngồi cạp đi, đi đâu vậy? Không có đường đi. Ê ê ê sao đi lên em luôn vậy? Con ăn ngon. Tao dắt quậy vậy đó. Ăn nãy giờ no rồi đó. Con múc đi, múc ăn giỏi. Mà tiếp đó, tiếp. Tự múc kìa. Rồi nó có ăn gì đâu, ăn có một khẩu một. Ngon. Giờ là đút anh Chí nữa đó hả? Em bé là vậy ta. Em bé chưa được ăn cơm sườn á hả? Năm sau là ăn được rồi. Giờ mọi người ăn con giò miệng á hả? Ủa, con giò miệng á hả? Bơ đó mọi cô chú ơi, con là bé Bơ á. Bé Bơ chào đi. Ôi chào á. Hôm nay bé Bơ già chuyện lắm. Người kia cái mỏ dảnh lên kìa. Cái mỏ dảnh lên kìa. Ủa, Bơ ngồi vậy nữa rồi đó hả? Chào, rồi Vinh ôm nào mà nói đúc ôm kìa. Chào ai. Cái miệng chép là cái miệng sao? Miệng chép á, thấy giờ thấy ăn là chép rồi đó. Ồ, cần anh kìa. Học con gà con ăn đi. Ăn giỏi. No của em. Miệng bắp ăn thấy thương rồi. Coi kìa, con chó ăn sao nhìn kìa. Thường vậy á. Nó thương ghê vậy. Đang chờ cục xương. Bốn mắt luôn á. Chó nó thấy vậy nó khôn đó, mình dạy nó đàng hoàng khôn. Nó khôn. Nó có bốn mắt nữa. Nó đi à. Kéo mà nó dẫn con đó. Hai con. Hai chó dạng thấy thương mà. Nhìn thì thấy thương mà tới cái nước quậy thì thấy ghét. Sóc ăn thịt đi, ăn hết cơm không? Ăn hết chén cơm nha. Ăn không hết cơm thì bỏ anh Chí ăn tiếp. Ăn cơm hết không? Không, anh Chí ăn phụ. Tí anh Chí tiếp cho. Anh này cũng thích cơm sườn đó nè. Cho chắc thịt cho đâu hết luôn nha. Cầm gặm đi. Cạp thịt đi, đang ăn cơm, ngậm ăn cơm kìa. Nãy giờ anh bắp bơ ăn hết dĩa cơm rồi đó, múc thêm cho chị hai. Bắp muốn bệnh rồi đó. Nghẹt khẹt rồi đó. Dăng nắng quá mà, trời ơi sao con mắt có liếc vậy? Con liếc lại cái bắp. Ờ cơm đúng rồi cơm, cái muỗng nó bới cơm. Con ăn thịt đi, trời ơi muôn sức mà hôi cái đầu ngói ngót luôn kìa. Bơ nhìn cái dĩa cơm của cha hả? Bây giờ bơ nhìn dĩa cơm cha dữ dằn hả ta? Muốn ăn miếng thịt đi con, ăn miếng thịt với miếng cơm đi con. Ừ, gặm miếng thịt. Hai ba là hả cái muỗng rồi. Ăn cơm đi chứ đừng ăn. Ăn xấu rồi, xấu làm xấu rồi. Hai ba. Ê, ê, đấy cái đó đánh em đi. Thấy không? Con qua đây, con qua đây. Đi công chuyện về làm nhanh ngọn lẹ về ăn mọi người ăn ngon cũng vui á. Giống anh hài quá. Ăn đi con. Chắc là cũng ngon quá. Con là em của anh á. Con nhỏ tuổi hơn anh mà. Con này chắc là cũng ngon nha. Ê ngậm tay kìa, ngậm tay kìa. Lấy tay ra con. Ừ, quậy ra kìa, quậy ra, lấy tay ra quậy liền. Bú rồi, muốn bú rồi. Chuẩn bị bú rồi. Làm cả nhà ăn trễ, mẹ ăn thêm cơm, mẹ còn cơm á, tôi bới cho cơm thêm mẹ. Có canh nữa kìa. Giờ Linh với anh đang ăn không bà cô chú? Chan thêm cái này có cà gót vậy mà thôi chan bỏ vô nước mắm ăn cũng ngon, khỏi làm dưa chua cũng ngon hơn bà cô chú.
Con à? Thêm miếng mỡ hành nữa cho thơm thơm. Ai không ăn hành được thì thấy hơi sợ sợ ha. Ăn được thì thấy ngon. Thơm. Thơm ha. Mà béo nữa, nó có mỡ hành nó hơi béo béo. Linh mời ông bà cô chú các bạn. Khi mình ăn thì miếng cơm nữa. Ăn no rồi. Để bụng tối ra khi ăn. Con hơi đỏ quá đâu à. Dọc. Lại đây con. Cái gạo này cũng ngon. Ừ. Nấu khô ăn cơm sườn ngon. Chế. Chế à. À, uống nước ai đó hả? Ồ, chứ ngậm tay lấy tay ra coi. Sườn thì cũng vừa ăn ha. Ốp đại nhưng mà cũng vừa ăn á. Này qua ra quán bán cơm sườn được chưa chị Hai? Được rồi. Đúng rồi, mình bán cơm sườn. Sườn bán được mà. Vô tiệm bán dở lắm. Nhưng mà cái sườn này mềm ha. Ừ. Mà vô tiệm ăn cái sườn này mắc hơn là lắm cái rồi, sườn cốc lết á. Con sườn tấm tài em nhớ. Sườn bình thường là 40 rồi ha. Này, mềm nó không cứng à. Ngon. Khúc được họ cái này sát tục. Thịt cốc lết nó cũng có hai loại nữa. Một khúc á là khúc mềm, khúc con sao là khúc không mềm hay mà. Khúc nào mà nó có cái sớ trắng á là mềm. Khúc nào mà nó đỏ không là khúc nó sẽ bị cứng. Này, chị, bữa anh mua anh thấy để sườn mềm chứ sườn thường. Sườn mềm là sườn đặc biệt. Ăn này phải cặp. Cầm những ngon. Bữa nay á, là gia đình Linh làm cái món cơm sườn rất là ngon luôn. Thì cũng ăn sắp xong rồi. Linh cũng cảm ơn quý ông bà cô chú mình theo dõi cái video này tới đây nha. Hẹn gặp lại bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye bà cô chú các bạn. Bye bye cái nó chạy vô mắc cỡ.